Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán thính giả tập tiếp theo, tập 11 tác phẩm truyện Tứ Đại Đồng Đường của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Chạy xe xuôi dốc Bà Triệu, rẽ sang phố Nguyễn Du. Ông Phát cảm thấy như vừa bị ai cầm dao xẻo miếng thịt của mình, khiến ông đau nhói. Không dám nhắc đến câu thấp cơ thua trí đàn bà, nhưng quả thực trong việc trao đổi dẫn đến thỏa thuận cùng vợ, ông luôn ở thế bị động bởi cầm dao đằng lưỡi. Ở đời chẳng ai học được chữ ngờ. Giá như ông bình tĩnh suy xét trước khi bày trò làm vợ hỏng thai, như vậy chẳng bị thiệt mất vài trăm lạng vàng. Ngày trước lúc nhà Thành Phát còn hưng thịnh, số vàng nếu hụt đi sẽ nhanh chóng được bù lại trả mấy hồi. Thời thế có nhiều thay đổi. Hiện nay đúng như câu, người khôn của khó nên không còn dễ như trước. Vừa chạy xe ông vừa nhẩm tính. Năm ngoái đúng là vận hạn rồ nhau kéo tới nhanh hơn cả cơn bão. Hết việc thằng con phá gia chi tử tiêu tốn cả đống tiền vàng. Tiếp đó đến việc vợ ông tàu tán tài sản khiến số của chìm giảm sút nhanh chóng. Xét cả tình và lý, ông biết mình ở thế yếu nên vừa rồi đành chấp nhận đặt bút ký. Đó là cách đau một lần cho xong. Chạy xe dọc phố Thợ May Khâm Thiên, ông phát thấy có sự chuyển biến rõ rệt. Thay vì những thước vải cùng quần áo thành phẩm treo phía trên, ở dưới là bàn cắt cùng chiếc máy may dạo trước. Nhiều nhà chuyển sang bán quần áo may sẵn. Bằng con mắt của người trong nghề, ông biết đa phần sản phẩm ở đây được gọi là hàng chợ, xen lẫn vào đó là ngập tràn hàng buôn trên biên giới về. Nhớ lại cách đây vài năm, vợ chồng ông đã dự tính mua một căn nhà ở phố Khâm Thiên để mở cửa hàng và làm xưởng may nhằm quy về một mối. Tuy nhiên, khi thấy nhà Hùng Tâm có cửa hàng may to nhất, nhì phố vẫn phải mua kiosk bán hàng trong chợ Đồng Xuân, kế hoạch mua nhà dưới này bị gác lại. Vụ mua nhà hụt khiến ông mất nhiều hơn được, bởi số vàng định dành cho việc đó sau giao cho con trai làm vốn khi vào miền Nam lập nghiệp. Trong tờ giấy thống kê của vợ đưa cho, 6 năm Chu Thành Phát vung tiền ăn chơi cờ bạc đất Sài Gòn khiến mấy trăm lạng vàng tan thành mây khói. Điều an ủi duy nhất còn lại hiện nay, thằng con ông dù mê cờ bạc nhưng không dính nghiện, bởi thế hy vọng vào sự đổi thay hoàn toàn có cơ sở. Không sầm uất như trên khu phố cổ, đi qua khu ô chợ dừa xuống phía dưới, xe đạp vẫn là phương tiện đi lại chủ yếu. Có vài người cưỡi trên xe máy Simpson chạy lướt qua. Chỉ cần người thấy mùi nước hoa hăng hắc của họ, ông Phát đoán là dân đi xuất khẩu lao động trở về. Mạn ngã tư sở hay đường láng không xa lạ gì với ông, do ngày trước hay được theo chân ông nội cùng cha mình về làng cốt chơi và kiểm tra sản phẩm ô mai. Người ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lã. Sau việc ký đơn chấp nhận phương án chia tiền vàng, ông Phát nhận ra huynh trưởng của mình đã nhận xét đúng về người em dâu. Ngẫm lại những lời khi đó, ông tiếc do đã bỏ ngoài tai còn tỏ ý coi thường. Không vội vào làng cót ngay, ông ghé chợ Cống Mộc mua bọc thịt quay cùng vó bò. Riêng khoản rượu nhà người huynh trưởng luôn sẵn nên không cần mua. Lâu lắm rồi, đây là lần đầu tiên ông quyết định ngồi uống rượu cùng huynh trưởng. Mọi lần mang lễ vào những kỳ dỗ chạp thường sẽ về ngay, hoặc có ngồi chỉ là cho phải phép. Móc túi thức ăn vào tay lái, ông Phát nhìn đồng hồ thấy còn sớm. Như vậy không lo bị ế mồi nhậu theo cách nói của cánh lái xe miền Nam. Giao túi thức ăn cho người phụ nữ đang sống cảnh già nhân ngãi non vợ chồng cùng huynh trưởng, ông Phát bước vào nhà lộ vẻ vui mừng khi thấy huynh trưởng đang ngồi nghe nhạc. Dù khó chịu do nghe mấy bài hát não nề, ông vẫn không tỏ thái độ. Sau khi thắp hương trên bàn thờ, liền nói nhỏ: "Sáng nay em có việc ngay dưới thượng đình, nên tiện ghé qua ngồi uống chén rượu cùng bác." Ngắm người em trai cũng tên là Phát, nhưng là Phát tướng, Phát lộc và Phát tài, trong khi mình như Phát rồ, khiến lão Phát sư trưởng buột miệng nói vài câu mát mẻ. "Nhà này rượu luôn sẵn vài chum, tôi tưởng chú đến đòi nợ nên tim đập chân run vì chưa biết xoay đâu." Cuối năm ngoái, khi người huynh trưởng hỏi vay 20 lạng vàng, lúc đó đang phiền muộn chuyện thằng con trai cùng người vợ nên ông Phát định lờ đi. Sau khi suy xét cẩn thận, vì đây là lần đầu tiên huynh trưởng hỏi vay nên ông gật đầu. Xét ra 20 lạng vàng không phải là quá lớn. Hôm nay nhân việc nhắc lại đó, ông điềm đạm giải thích: "Kể từ ngày huynh trưởng ra tù là tháng 9 năm 1980. Mỗi năm ông đều gửi vàng chu cấp đủ 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Không phải là kẻ tính toán chi ly,
nhưng một năm trao tay 4 lạng vàng nên tính ra hơn chục năm, tương ứng với 44 lạng vàng. Khi ông Phát định nói tiếp, bất ngờ người huynh trưởng nói chặn ngang. Bây giờ người ta gọi là cây vàng, nghe chữ lạng như đi mua giỏ trên chợ hàng bè vậy. Dù huynh trưởng đã nói vay vàng mở công ty, ông vẫn khẳng định ít nhất đến năm 1997, việc trao vàng theo quý mới được nối lại, bởi ông Phát nói rõ 20 lạng vàng trao trước Tết không phải cho vay. Đó là khoản ứng trước cho 4 năm sắp tới, như vậy không ai nợ ai. Khi người phụ nữ bưng chiếc mâm đồng đặt lên bàn, trên mâm đã bày thịt quay cùng vó bò và thêm mấy bìa đậu rán. Ông Phát chủ động rót rượu cho anh trai, rồi bắt đầu thưởng thức mấy món ăn dân dã. Dù ngôi nhà ba gian hai trái chẳng phải ngôi từ đường của dòng họ Chu, nhưng việc hai anh em ngồi hòa thuận cùng nhau vẫn là tín hiệu đáng mừng. Trong khi vừa ăn vừa nói chuyện, ông Phát kể lại việc người chú ruột bên phố Hàng Bún vừa mất năm ngoái. Như vậy họ Chu ngày càng ít đi bởi ông chú sinh toàn gái. Ngay như nhà Thành Phát hiện nay, ngoài Chu Thuận Phát nối dòng Hương Hòa đời thứ 10, đỏ mắt tìm trong họ gần chẳng có nổi xuất đinh. Hai người đàn ông không còn trẻ nhưng mỗi người lại có nỗi niềm riêng. Bình thường hiếm khi giáp mặt, huống chi là đối ẩm. Nhưng vì sóng gió của người này sẽ khiến người kia có sự đồng cảm. Ông Phát rót thêm cho huynh trưởng chén rượu, rồi thùng thẳng nhận xét. Nếu bác cầm 20 lạng vàng đi buôn, em còn thấy hợp lý. Tự dưng bác mở công ty, nghe chừng không ổn. Em nói bác đừng giận. Quản lý công ty chẳng giống như quản mấy thằng đàn em chỉ đâu đánh đấy. Đang ăn uống vui vẻ, lão Phát sư trưởng như cắn phải lưỡi vậy. Biết ông em trai luôn tỏ ý coi thường, cho rằng lão quen tay dao tay búa hơn làm kinh tế, nên lão cay cú tợn. Trưa nay nếu không vì hai đĩa thịt quay béo ngậy kèm đĩa vó bò, chắc lão mắng cho một trận quyết không tha. Em trai lão luôn tự hào ra thế họ Chu truyền đời nơi phố cổ, nhưng có câu quyền huynh thế phụ, còn chẳng thông tỏ nói gì đến đạo lý cao siêu. Thấy chẳng cần khách sáo trước mặt ông em trai lúc nào cũng trìn chu đạo mạo, lão buông đũa rồi dùng tay bốc thịt chấm vào bát nước mắm cho vào miệng. Không vội nhai hay nuốt như lúc nãy, lão Phát sư trưởng mút chồn chột như trẻ em bú mẹ, hoặc giống kẻ chết đói lâu ngày. Chẳng cần mất sơ công suy đoán, lão biết em trai quyết không đụng đũa vào đĩa thịt quay nữa, như vậy không ăn càng còn. Lau bàn tay dính mỡ vào chiếc áo đang mặc trên người, lão Phát sư trưởng cho biết, với 20 cây vàng, chẳng thể mở công ty xuất nhập khẩu tầm cỡ, nhưng lần này lão chung vốn cùng một vài người. Thấy em trai tỏ vẻ không tin, lão Phát sư trưởng nói ngắn gọn. Họ đang công tác, nên ngại xuất đầu lộ diện. Thà tin một kẻ từng vào tù ra tội như anh chú, nhưng trọng chữ tín, còn hơn đặt niềm tin không đúng chỗ, rồi tán ra bại sản. Gió đổi chiều nhanh chóng, câu nói đầy ẩn ý của huynh trưởng khiến ông Phát thoáng ngậm ngùi. Việc vợ ông ôm vàng bò về nhà bên phố Hàng Đào, dù ngồi nơi xó làng nhưng không rõ bằng cách nào huynh trưởng ông biết được. Duy có điều chẳng ai biết đích xác trọng lượng số vàng trừ ông cùng vợ mình. Tuy vậy điều đó càng khiến ông phiền lòng. Từ lúc cùng vợ ký vào bản phân chia tài sản cùng lá đơn ly hôn, ông Phát thấy mình như đi lạc trong khu rừng rậm chẳng có lối ra. Cảm xúc của ông đang mách bảo phóng hỏa thiêu cả khu rừng. Nhưng ở chiều ngược lại, lý trí mạnh hơn đã ngăn sự phẫn nộ. Tình hình thực tế cho thấy, nếu căng quá, chạm chết chúa cũng băng hà. Cuối cùng mọi thứ đổ vỡ còn nhanh hơn. Chẳng phải tự nhiên ông dành cả buổi sáng ngồi ăn thịt và uống rượu cùng huynh trưởng. Mọi việc đều nằm trong tính toán, bước tiến hay bước lùi của ông. Lúc bình rượu bằng gốm đã cạn, đĩa thịt quay cùng thức ăn còn lại một chút, người vợ hờ của lão Phát sư trưởng bưng hai bát bún măng bốc khói nghi ngút từ dưới bếp lên nhà. Không vội ăn ngay bát bún nóng, lão Phát sư trưởng ra hiên bắn điếu thuốc lào, sau đó quay vào nhà, nhắc cho ông em trai nhớ rõ việc mình ra tù đã hơn chục năm và chưa từng bị bắt trở lại. Điều đó chứng tỏ lời thề rửa tay gác kiếm lão đã thực hiện được. Bình thường vợ chồng người em trai sống trên phố Hàng Đường, đâu thèm ghé về trốn nhà quê, trừ khi có việc dỗ chạp. Dù chưa thấy lên tiếng nhờ vả, lão đoán mình sẽ bị lôi vào vụ tranh chấp tài sản của em trai cùng em dâu. Không muốn em trai mượn tay mình trừng trị em dâu, lão Phát sư trưởng ôn tồn khuyên. Thôi, dù sao hết tình còn nghĩa, chú ôm cả đống vàng, lúc xuống văn điển có mang theo được đâu. Buổi trưa dù mất điện nhưng trời không quá oi bức, đang nằm trò chuyện chợt không gian im lặng đến mức chỉ còn tiếng ve kêu từ bên ngoài vọng vào.
Lệ Hằng quay sang thấy người em gái ngủ say từ lúc nào, cầm chiếc quạt nan phe phẩy cho em gái. Cô nhớ lại ngày xưa mẹ mình nhiều hôm thức trọn đêm vì quạt cho mấy anh em ngủ trên tấm phản ở gian nhà phía sau. Do ngày trước, hai người anh trai được ông nội dạy bảo nghiêm khắc, còn cô và em gái được mẹ dạy cho nữ công gia tránh, để sau này đi làm dâu không khiến cha mẹ xấu hổ. Hai trẻ em cách nhau vài tuổi, nhưng Tử Vi khác hẳn. Hồi xưa có ông thầy tướng nhìn mặt Lệ Huyền cùng Lệ Hằng rồi phán. Về giàu sang phú quý thì Lệ Hằng có phần vượt trội nhưng không bền. Sau lần sóng gió mới đậu chứ bình an. Riêng Lệ Huyền có số an nhàn kiều núp bóng cây tùng, sống một đời chẳng lo sóng gió, hưởng đủ phúc phần của nhà chồng. Dù ông thầy tướng chỉ nhìn mặt rồi phán qua loa, nhưng gần một phần tư thế kỷ trôi qua, những lời đó ứng nghiệm chẳng sai nhịp nào. Đúng là lúc về nhà thành phát làm dâu, Lệ Hằng một bước lên bà, sống trong cảnh giàu sang. Khi đó dù cả nước sống cảnh thiếu thốn bởi chiến tranh cùng chế độ tem phiếu, cô vẫn có cuộc sống đủ đầy, chờ thời cơ làm giàu. Không được tháo vát như cô, nhưng em gái Lệ Huyền lấy chồng chưa phải lo điều gì. Từ ngôi nhà trên phố Hàng Điếu cho đến cửa hàng kinh doanh đồ cưới, tất cả đều một tay chồng gây dựng. Nhớ lại lời ông thầy tướng năm xưa, cô biết sóng gió cuộc đời chính là lúc sảy thai dẫn đến việc ly hôn. Rất có thể khi tòa xử xong việc đó, cô tìm được sự bình an hằng mong ước. Biết mất điện kiểu này phải đến chiều tối mới có, Lệ Hằng tranh thủ em gái đang ngủ say, liền ra ngồi ở bàn học kê sát cửa sổ của người cháu, cầm tờ giấy ghi chép việc phân chia số vàng cùng đơn ly hôn. Chỉ cần làm phép tính nhầm thông thường để có chữ ký của chồng vào lá đơn, cô chấp nhận mất thêm 100 lạng vàng. Biết là tiếc của, nhưng là bước lùi cần thiết. Ngồi trên xe xích lô đến phố Lò Sũ để nộp đơn xin ly hôn. Lệ Hằng biết 100 cây vàng với chồng bà khác nào như ném thịt cho hổ đói, bởi ông ý vẫn muốn dành phần nhiều hơn. Tuy nhiên, trước thái độ cứng rắn và kiên quyết của cô, sợ già néo đứt dây, nên việc ký kết được thực hiện ngay tại nhà hàng Thủy Tạ. Dù đã được thêm từng đó vàng, nhưng lúc rời đi, thái độ của chồng cô vẫn thể hiện sự bất mãn, khiến cô hiểu lòng tham của con người là không có giới hạn. Chẳng cần nói đâu xa xôi, đợt vừa rồi dư luận xôn xao vì vụ bà Thìn, một người giàu có nổi tiếng nhưng có lẽ chưa bằng lòng với những gì đang có nên đã buôn lậu vàng kim cương. Lúc nghe công bố tội trạng, mọi người đều ngỡ ngàng, bởi trị giá số hàng đó gần 67 vạn đồng. Đó là số tiền cực lớn khiến nhiều người cả đời chả có được. Chưa vội vạch hướng làm gì, bởi muốn đợi đến khi tòa xử xong. Lúc đó với số vàng cùng tiền có được, Lệ Hằng tự tin mình đủ sức khiến cho tài sản được sinh sôi nảy nở. Vừa thoáng nghĩ đến việc đó, cô liền thở dài một cách não nề. Bởi dẫu có tài khiến cho tiền đẻ ra tiền, cô chẳng thể sinh nổi một con để cảm nhận nỗi nhọc nhằn nhưng vô cùng hạnh phúc khi được làm mẹ. Đợi làm xong thủ tục giấy tờ, không vội với xe xích lô quay về nhà anh trai, Lệ Hằng tiện đường ghé luôn phố Hàng Vôi có việc. Dù hiếm khi qua lại nơi đây, nhờ trí nhớ tốt nên cô đi đâu một lần sẽ không cần hỏi đường. Dừng lại trước máy nước công cộng đang có người phụ nữ gội đầu bên chợ Bồ Kết, cô bước vào con ngõ nhỏ vừa dài vừa tối gần đó. Không giống như mấy ngôi nhà cổ trên phố, ngôi nhà ở đây từ mặt tiền cho đến phía trong đều cũ nát do lâu ngày chẳng có người tu sửa. Ngay trong khoảng sân đã bị chiếm dụng gần hết bởi các hộ sống ở đây chất đồ thừa, Lệ Hằng nhìn thấy một người phụ nữ ngồi bên giá đựng bánh đúc cùng một lồng vịt. Bằng động tác dứt khoát, người phụ nữ nhấc vịt ra rồi bắt đầu nhồi bánh đúc, khiến những con vịt được tăng cân trước khi giao bán. Thấy cảnh này, tự dưng cô nhớ đến câu nhồi như nhồi vịt. Bởi thế mỗi lần mua vịt ngoài chợ về, trong diều con nào cũng đều lèn chặt bánh đúc của mấy bà bán hàng. Không giống như nhà cô bên phố Hàng Đào hay nhà chồng bên phố Hàng Đường, tầng 2 của ngôi nhà có cầu thang gạch xây lộ thiên ngoài trời, nhằm tránh cho những ngày mưa gió lên xuống bị ướt. Ngay phía trên đã được ai đó làm một mái tôn han dỉ để che nắng che mưa. Sống trong cảnh chật chội nên mọi chỗ trống đều được tận dụng tối đa. Bước lên tầng 2 là bếp đun nấu cùng đủ thứ nồi niêu xoong chảo được treo trên những cây đinh nóng trên tường. Riêng những thứ quý giá như chai nước mắm, thố mỡ hay lọ đựng mì chính được cất kỹ trong nhà. Ngay như số nồi niêu xoong chảo, nếu ra khỏi nhà đi có việc, gia chủ nhanh tay cất kỹ bởi sành ra sẽ mất ngay lập tức. Bước qua nơi dùng làm bếp khiến lối đi chỉ đủ một người,
Lê Hằng gõ cửa vì biết giờ này người cô cần gặp đang có nhà. Gã chủ nhà không mấy khi được tiếp khách quý, lại là phụ nữ. Nhìn thấy mình mặc độc chiếc quần đùi bộ đội cùng áo may ô rách, gã cuống cuồng chạy ra ban công rút ngay bộ quần áo dài đang phơi dù còn ẩm, mặc vào. Mọi ngày khách ghé nơi đây, không phải dân cờ bạc cũng là con mẹ cho vay nặng lãi. Chính vì thế gã đâu cần ăn vận tươm tất làm gì cho nhọc. Dù đã trắng qua vào xô nước, nhưng chiếc chén vẫn ố vàng do lâu ngày không rửa khiến gã đâm ngại pha trà mời khách. Trong căn phòng dù có ban công nhìn xuống phố, nhưng không khí như đặc quánh lại bởi mùi thuốc lá, mùi rượu cùng mùi nước điếu bị đổ ra sàn nhà. Tất cả trộn lại khiến người chưa quen phải buồn nôn. Tường nhà bong chóc với đủ vết bẩn, nhiều nhất là vết tay hoặc vết dép như ai đó đạp vào. Lê Hằng biết so với những sòng bạc khác, nơi này vẫn thuộc diện dành cho những kẻ lắm tiền nhiều của. Với những chỗ quá bẩn, không tẩy xóa được, gã chủ nhà dán những tờ lịch khổ to với hình ảnh những cô gái ăn mặc hở hang, như chính mồm gã hay tuyên bố giúp đám con bạc được bổ mắt. Ngắm nhìn hình cô người mẫu trong bộ kimono truyền thống của Nhật nhưng hở gần hết bộ ngực, Lê Hằng biết những cuốn lịch này được nhét trong các thùng hàng theo chân cánh thủy thủ cập cảng Hải Phòng, rồi len lỏi nhiều nơi. Hiện nay nhiều quán cà phê có chia hai khu vực. Với những ông già ưa kiểu truyền thống sẽ nhâm nhi ở dưới nhà ngắm mấy bức tranh lụa. Trên gác dành cho giới trẻ thường treo những hình ảnh người mẫu của Nhật và Thái Lan trong những bộ đồ khêu gợi và hở hang. Tuy phân chia là vậy, cô được em gái mình kể lại, những người đàn ông đứng tuổi có vẻ thích ngồi ngắm hình hơn cả đám thanh niên trai trai. Lệ Hằng đưa tay ngăn gã chủ nhà pha trà hay rót nước lọc, bởi mọi thứ ở đây vừa bẩn vừa bám bụi lưu cữu, khiến trước lúc ngồi xuống chiếc đôn gỗ, cô nhanh tay đặt tờ báo cũ cho đỡ bẩn. Nếu không vì có việc quan trọng, dù có đặt cả lượng vàng trước mắt, cô chẳng thèm ghé nơi đây, bởi nó là nơi tập trung những thành phần phức tạp và khó lường. Làm kinh doanh đủ lâu nên cô hiểu, thời bao cấp có những thứ ở quầy bách hóa tổng hợp không có, nhưng ra vỉa hè sẽ mua được ngay với giá cao. Hay như có món đồ đi khắp nơi chẳng tìm được, chỉ mất chút thời gian ghé chợ rời, sau vài phút sẽ tiền trao tráo múc. Hôm nay đến sòng bạc kiêm nơi cho vay lãi cắt cổ này, cô đặt mua một thứ. Dù có tiền, không chắc có người bán ở nơi khác. Nếu không có sự giới thiệu và đảm bảo từ người em rể, chắc chắn gã chủ nhà sẽ từ chối ngay lập tức vì sợ gặp phải công an bật. Về uy tín mua bán, cả chủ lẫn khách đều được chứng minh qua phi vụ lần trước. Túi hồ sơ ố màu thời gian cô trao cho Tạ Đình Cân được mua của gã chủ nhà. Không muốn ngồi lâu ở chỗ này, Lệ Hằng đưa một tờ giấy có ghi những yêu cầu cụ thể cho gã chủ nhà trước khi rời đi. Ngày song thân còn sống, dù mọi người đã yên bề gia thất, nhưng ngày hai bữa cơm vẫn phải chung mâm chung nồi. Nếp nhà không có chuyện ăn riêng. Lệ Hằng nhớ rõ thời bao cấp khó trăm bề do mọi thứ đều mua theo tem phiếu, thậm chí nhiều thứ có tiền chưa chắc mua được. Nhưng hai vợ chồng anh trai cùng mấy đứa con đều răm rắp nghe theo. Lấy chồng khi vừa sang tuổi 17, hễ mỗi lần ghé về nhà, chứng kiến sự sum họp đầm ấm, cô từng ước ao nhà thành phát sẽ được như thế. Sự đời vốn chẳng theo ý mình. Ngày cô làm dâu thì con riêng của chồng được 2 tuổi, nên sống cùng mẹ sau khi ly hôn. Ông bố chồng nặng tính ra trường nên thường một mình một mâm. Khi nào nhà có dỗ thì chồng cô cùng mấy vị đàn ông trong họ ngồi rung đùi đánh chén trên sập gỗ. Ngày đó người anh chồng vừa đi tù về được ít lâu nhưng thường vắng nhà. Sau đó vài năm, do bị dính vào một việc nghiêm trọng, anh chồng cô bị tuyên án 7 năm và đi cải tạo một mạch đến tận đầu năm 1980 mới trở về đời thường. Đau buồn vì người con nằm ô uế dòng họ, trước lúc cưới hạc quy tiên ít lâu, bố chồng cô đã lập di chúc khiến tình cảm hai người con trai của ông sau này như mặt trăng mặt trời. Buổi chiều tranh thủ trời chưa tắt nắng, Lệ Hằng nhặt rau, vo gạo, chuẩn bị bữa cơm chiều cho đại gia đình. Thấy hai người chị dâu còn bận bán hàng, cô chủ động mọi việc nhằm đỡ đần một tay. Mở chiếc tủ lạnh Hitachi trong phòng ăn, cô lựa những đồ dễ ươn hỏng do mất điện không bảo quản được mang ra chế biến. Không còn danh hão bà chủ thành phát, dưới ánh nắng nhạt cuối ngày, Lệ Hằng thoăn thoắt làm mọi việc. Nhờ được dạy nữ công gia chánh từ bé, nên cô chẳng nề hà việc bếp núc. Khi thức ăn cùng cơm canh đã sẵn sàng, trong lúc đợi mọi người, cô đưa mắt ngắm căn nhà của cha mẹ để lại. Giống như nhiều người khác, khi đã gắn bó nhiều năm ở phố cổ, sẽ chẳng thích đi nơi khác dù rộng rãi hơn. Buổi trưa lúc ngồi ở nhà em gái trên phố Hàng Điếu, sau khi cân đối mọi khoản,
cô thấy mình chẳng đủ lực mua căn nhà ở trên những con phố này. Chưa kể số vàng đã giành được từ chồng vẫn phải làm vốn kinh doanh, nếu không miệng ăn đến núi còn lở. Trong những gạch đầu dòng những thứ cần mua, việc sắm cho mình một con xe máy Honda Coupe được ưu tiên hàng đầu, bởi có xe giúp cô chủ động trong việc đi lại và giao dịch. Do đã nhờ người em rể tham khảo giá xe bãi ở nhiều nơi, việc mua xe không tốn quá nhiều khiến cô yên tâm. Những khoản mua nhà vẫn chiếm phần lớn số vàng do cô phải mất công mới giữ được cho riêng mình. Người làm công nếu mỗi tháng không tiêu quá số tiền lương sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng người làm chủ nếu không khiến cho đồng tiền sinh lời, dù đủ chi tiêu vẫn chẳng thể mỉm cười. Dù hai người anh trai cùng các chị dâu đều quý mến, mấy đứa cháu ngoan ngoãn thích nói chuyện cùng, nhưng cô hiểu chẳng thể ở lại đây lâu được. Hôm trước ngồi cùng mọi người bàn chuyện hôn sự cho đứa cháu đích tôn của dòng họ, Lệ Hằng thấy căn phòng cô đang ở là chỗ lý tưởng nhất dành cho đôi uyên ương, vì thoáng mát và nhìn ra khoảng trời trong xanh. Giá như ế chồng làm bà cô sẽ đi một nhẽ. Hiện giờ Lệ Hằng ví mình như một con tàu sau hành trình dài lênh đênh, ghé vịnh, tránh bão, rồi tiếp tục hải trình. Thời điểm ăn hỏi được ấn định vào ngày 8 tháng 10 âm lịch. Lễ cưới sẽ được tổ chức sau đó một tuần. Như vậy chậm nhất đầu tháng 9 âm lịch cô phải chuyển đi nhằm giúp cho gia đình anh trai cùng chị dâu có thời gian sửa phòng và mua sắm giường tủ bàn ghế mới. Ngồi quây quần quanh hai chiếc bàn dài ghép lại có chục người tất cả. Do chuẩn bị cưới con đầu cháu sớm nên cả nhà rộn ràng bàn tính trước cả nửa năm khiến Lệ Hằng tạm quên đi những chuyện không vui. Hiện nay cô không còn ưu tiên việc mua nhà gần anh chị và các cháu do chẳng đủ tiền, nhưng cô đã khoanh vùng được vài nơi để chớp thời cơ sẽ mua ngay, kẻo người khác nhanh hơn. Dẫu biết việc mua nhà cần một chữ duyên, cô tin nếu mình bỏ thời gian công sức rồi sẽ được đền đáp xứng đáng. Khi các cháu ăn xong, đứa lên nhà học bài, đứa xin phép đi ra bờ hồ hóng gió. Lệ Hằng thông báo kết quả buổi gặp mặt sáng nay với chồng. Cô không quên kể việc mình đã tới tòa án nộp đơn xin ly hôn ngay đầu giờ chiều. Hiện nay, dù tòa chưa xử vì còn tiến hành vài lần hòa giải, nhưng cô khẳng định giờ ông Chu Minh Phát chỉ là chồng cũ và quyết không có chuyện tái hợp. Để hai anh trai cùng các chị dâu đỡ bận lòng, dù chẳng tiết lộ số vàng và ngoại tệ mình đang nắm giữ, tuy thế Lệ Hằng khẳng định cô đủ tiền mua nhà ở riêng và bắt đầu công việc kinh doanh. Nhà có bốn anh em, nhưng trước cuộc hôn nhân tan vỡ của em gái, hai người anh của cô luôn giang tay kêu mang và lo lắng đúng như câu một con ngựa đau cả tàu bò cỏ. Không giống cánh phụ nữ đang sụt sùi giải bày sự cảm thông, người anh trưởng như nhìn thấu tâm can của em gái nên tự tốn khuyên giải. Dù sau này hai người chẳng còn là vợ chồng, ông muốn Lệ Hằng chấp nhận buông bỏ sân si thù hận, bởi nếu không lúc mình đào hố chôn người chẳng sớm thì muộn mình cũng phải nằm chung hố. Lệ Hằng khẳng định cô chẳng còn tình cảm hay thù oán gì chồng cũ, thậm chí để có được chữ ký nên cô nhận phần thiệt về mình, nên cuộc gặp buổi sáng không hề có sự to tiếng hay cãi vã. Không muốn đôi co nhiều, người anh trưởng nhìn cô rồi chậm rãi nói. Cô có thể dối người, dối mình, nhưng sự hận thù vẫn hiện ra trên mặt, rõ như ban ngày. Ngồi trong căn phòng có ánh trăng dọi vào, Lệ Hằng không thấy buồn ngủ dù đã nửa đêm. Cô cầm chiếc lược ngà trải tóc như một thói quen. Những lời nhắc nhở của anh trai khiến cô phải suy nghĩ. Vẫn biết thù hận chỉ khiến người ta xa vào vòng xoáy không lối thoát, nhưng cuộc hôn nhân kéo dài 25 năm bị kết thúc một cách đầy nghiệt ngã khiến cô chẳng cam lòng. Chiều nay ngồi trên xích lô đi nộp đơn xin ly hôn cho tòa án, cô tự hứa với lòng mình sẽ kiếm thật nhiều tiền. Không phải để hưởng thụ, cô sẽ dùng số tài sản đó buôn bán cạnh tranh khiến nhà Thành Phát lụn bại. Buôn bán phải có lãi mới tồn tại được, nhưng cô chấp nhận lỗ để kẻ khác tán ra bại sản. Trong suy nghĩ của mình, cô tính nhiều phương án. Nếu chồng cũ và thằng con riêng vẫn sản xuất và buôn quần áo bò, ngay lập tức cô sẽ mở xưởng rồi tung hàng đến các mối quen cũ với giá rẻ hơn. Thậm chí chồng cũ chuyển hướng sang ngành nghề mới, cô sẵn lòng chuyển theo rồi chào bán sản phẩm rẻ đến mức chẳng ai muốn nhập hàng của nhà Thành Phát. Đúng như người anh trưởng đã khuyên, nếu đào hố chôn người, khéo mình chết chung ở đó. Cô chấp nhận sự mạo hiểm vì hễ nhìn thấy những người phụ nữ bụng mang dạ chửa hạnh phúc đi bên chồng, khi đó ngọn lửa căm hờn đang âm ỉ bỗng nhiên bùng cháy không sao dập tắt được. Thức khuya mới biết đêm dài, ngồi chải tóc nhìn qua song cửa ngắm bầu trời đầy sao. Trong không gian tĩnh lặng,
vọng lại tiếng mèo chạy trên nóc nhà. Lệ Hằng chẳng biết mình nên vui hay buồn khi những mục tiêu đề ra dần dần được thực hiện. Mặc cho ông Phát hí hửng trước việc giành được thêm cả 100 lạng vàng, cô sẽ khiến chồng cũ được chứng kiến sự lụi tàn của nhà Thành Phát. Đang miên man theo dòng suy nghĩ, bất ngờ chiếc quạt Marelli cánh đồng dừng lại do mất điện. Dù muốn mở cửa bước ra ngoài bờ hồ đi dạo cho mát, nhưng cô biết nửa đêm rời nhà sẽ khiến mọi người lo lắng. Còn vài tiếng nữa trời hừng sáng, Lệ Hằng ngồi im lìm bất động. Kỳ thực giống như người chơi cờ tướng, cô dùng tâm trí để vạch đường đi, nước bước, dù trước mặt chẳng có bàn cờ hay giấy bút. Khi tiếng gà bên nhà hàng xóm gáy vang, Lệ Hằng tháo chiếc nhẫn cưới nhét tận đáy chiếc vali. Cô thay quần áo rồi nhanh chóng xuống dưới nhà chuẩn bị cho ngày mới. Nhìn ra ngoài đường, khi những cánh cửa được mở toang, cô thấy con xe Peugeot 104 quen thuộc dựng ngay gốc cây. Ông chồng sắp ly hôn của cô đang đứng hút thuốc cạnh cột điện. Bên trên có loa công cộng đang tuyên truyền về sinh đẻ có kế hoạch. Dù nắng chiếu vào nhà cộng thêm mất điện khiến căn gác xếp oi bức. Tuy nhiên, do đêm qua xe hàng từ Lạng Sơn về Hà Nội muộn, sau khi nhập hàng vào kho, về đến nhà đã 3 giờ sáng, khiến Cân phải ngủ bù. Từ ngày làm bên công ty xuất nhập khẩu Phát Thành, việc đi sớm về muộn không theo giờ hành chính làm cho mọi sinh hoạt đảo lộn. Dù thu nhập hàng tháng đúng như lời lão Phát sư trưởng hứa, cao gấp đôi, nhưng đêm qua, lúc chạy xe từ Nghĩa Đô về phố Hàng Gà, để tránh buồn ngủ dễ lạc tay lái nên Cân đã nhẩm tính kỹ hơn. Ngoài việc chạy xe xa hơn, tốn tiền xăng, buổi trưa nhiều hôm anh phải ghé hàng quán ăn tạm thay vì về nhà như trước. Cuối ngày không phải hết giờ sẽ nghỉ, đôi khi phụ thuộc vào lịch hẹn của những nơi về lấy hàng. Hồi đầu ba xe tải chở hàng đều đặn 1 tuần 2 chuyến lên Lạng Sơn, nhưng sau một thời gian, đội xe rút xuống còn 2 chiếc. Thời gian đầu lấy công làm lãi, vì thế mọi chuyện đều xuôi trèo mát máy. Từ khi lượng tiêu thụ tăng lên, kèm theo số tiền thu về không nhỏ, mâu thuẫn bắt đầu phát sinh giữa lão Phát sư trưởng cùng mấy người góp vốn. Khi nội bộ cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, công việc sẽ cầm chừng do sự nghi kỵ lẫn nhau. Xác định mình làm công ăn lương, không để tâm việc đó, cần chuyên tâm làm tốt phần việc và đôn đốc mấy gã đàn em của lão Phát sư trưởng. Những chuyện nghe phong thanh được anh bỏ qua. Nhìn đồng hồ đã 9 giờ sáng, Cân vội rút khăn mặt cho vào chậu nhôm rồi lấy bàn chải đánh răng ra ngoài sân chung. Giờ này mọi người đi làm nên vắng vẻ lạ thường. Lúc nãy khi nhìn lên bàn không thấy vợ mua quà sáng nên anh tính trên đường đi làm sẽ mua 3.000 xôi, ăn đủ no đến trưa. Rửa mặt xong thấy mùi mít thơm từ đâu bay lại, kèm theo đó là tiếng cô Thoạt. Bác đánh hàng biên giới là quá thức thời, trà bù cho lão chồng em suốt ngày đầu gối quá tay. Ngước nhìn về phía dẫn tới nhà vệ sinh, Cần thấy cô Thoạt cùng chồng đang gỡ nửa quả mít dai để ăn. Bình thường giờ này hai vợ chồng nhà đó đang ngủ vùi do bán hàng về muộn. Có lẽ vì mất điện nóng quá nên đành dậy sớm ăn mít thay cơm. Thấy gã chồng cúi đầu không nói năng câu nào. Tuy thế hai vành tai của gã đỏ lựng nên anh biết cô Thoạt đã làm bục hết sĩ diện của chồng. Chính kiểu nói chẳng suy nghĩ trước sau như vậy khiến anh ngại nói chuyện. Không để tâm đến phản ứng của chồng, cô Thoạt khoe con bé Loan từ chối học đại học vì sợ bố mẹ còng lưng nuôi thêm vài năm. Hiện nay, cô đã xin cho con gái học trường kỹ thuật cắt may ngay ở phố Khâm Thiên. Điều khiến cô tâm đắc vì học xong chẳng mất tiền đi xin việc. Nhiều cơ sở may đo sẽ nhận vào làm ngay lập tức. Ít ra, không phải nối gót mẹ phơi mặt ra đường nhặt từng hao lè của khách. Đánh răng rửa mặt xong, liếc thấy cô Thoạt đang vục tay vào giá gạo, cho đỡ dính nhựa mít, cần nhanh chóng vào nhà thay quần áo chuẩn bị đi làm. Anh không muốn trở thành một thính giả bất đắc dĩ, bởi gã chồng của cô ấy nghe là đủ rồi. Mặc xong áo phông sẫm màu cùng quần kaki cho mát, Cân mở ví xem còn tiền hay không để liệu việc ăn trưa. Vợ anh từ ngoài bước vào, trên tay bưng bát bún mọc. Có lẽ sống cùng nhau đủ lâu, nên hiểu nhau đến mức nói ít hiểu nhiều. Dù bận bắn nước ngoài vỉa hè và không có đồng hồ, nhưng vợ anh áng chừng và căn giờ rất chuẩn khi chồng chuẩn bị đi làm. Trời bắt đầu nắng oi ả, Cân ăn nhanh bát bún, sau đó phi xe đến Nghĩa Đô. Do chưa quen việc mình làm cho công ty tư nhân, khác nào nhóm thổ phỉ. Hễ ai hỏi, anh chỉ nói ngắn gọn, mình phụ trách giao hàng quần áo cho những mối buôn,
để họ mang đi bán lẻ. Chạy xe máy vào sân công ty, nhìn thấy con xe máy Simpson còn mới tinh chưa lắp biển số dựng trước cửa văn phòng, khiến Cân ngạc nhiên. Anh biết gã Thắng Mọi hay Thắng Mèo vẫn trung thành cưỡi xe Honda 67, còn hai gã Hà Lá cùng Vinh Sứt thuộc dạng bóc ngắn cắn dài, chưa kể tối ngày cờ bạc nên mòn đời trả sắm nổi xe đạp, đừng hòng mơ tưởng đến xe máy. Đang đứng ngắm con xe nổi bật nhờ màu đỏ, tiếng lão phát sư trưởng đã oang oang ngay sau lưng. Nói cậu đừng tự ái, con xe Honda Coupe 81 chỉ dành cho phụ nữ đi chợ thôi. Xe Honda 67 thì bé như con ngựa trên vùng cao, cưỡi con xe mô kích này thấy khác hẳn. Chẳng cần lão phát sư trưởng khoe, hồi chuẩn bị làm bì chính, Cần có biết dòng xe mô kích này rất khan hiếm. Bởi thế hễ nhìn thấy ai cưỡi con xe với tiếng nổ giòn tan, y rằng người đó đi học tập hoặc lao động bên Cộng hòa Dân chủ Đức trở về. Sự khan hiếm đó chỉ có thời gian ngắn. Vài năm gần đây, xe này chạy nhiều ngoài đường với đủ màu xanh, đỏ, vàng, cam. Mặc dù xe mới tinh đập hộp, ngay bãi máy tơ dưới Hải Phòng hoặc các khu tập thể trên Hà Nội. Nhưng dòng xe này không phải người nào cũng thích bằng xe Honda Coupe hàng bãi nhập từ Nhật về qua đường tàu biển. Mặc cho lão phát sư trưởng đứng khoe con xe mãi không chán, Cân vào văn phòng khớp sổ và kiểm lại số tiền nhập vào để bàn giao. Dù không nắm rõ số tiền nhập hàng, nhưng mỗi lần lên biên giới tham khảo giá cả, anh biết công ty đang lấy số lượng để bù chi phí do bán buôn giá cả nhiều nơi ngang nhau. Chính nhờ nhiều lần theo xe lên biên giới, đồ đạc trong nhà từ chiếc chiếu trúc, vỏ chăn cho đến gối đều được anh mua rẻ mang về sử dụng. Văn phòng công ty có hai bàn làm việc cùng bộ salon nan dành tiếp khách. Là giám đốc nên lão phát sư trưởng có mặt tại công ty 4 ngày trong tuần, khác với những vị giám đốc khoe mẽ với quần áo bóng mượt cùng danh thiếp sực nức mùi nước hoa. Lão phát sư trưởng vẫn không có gì thay đổi, ngoại trừ việc tậu con xe ồn ào khác hẳn con xe Mobilet lão thường sử dụng. Trong những ngày không phải lên Lạng Sơn áp tải hàng về, chỗ người ưa thích của mấy gã đàn em lão phát chính là ngay cửa kho vì được tự do thoải mái. Hàng ngày giải chiếu pha trà xong, mấy gã mang bộ bài tú lơ khơ ra chơi tiến lên ăn tiền. Ngồi hút thuốc lào, uống trà rồi vặt nhau mãi đâm chán. Nếu có tiền, cả bọn rủ nhau ra chợ Cống Mọc đánh chén, đến khi ngà ngà say, sẽ quay về nằm ngủ trước cửa ba kho hàng, bỏ mặc công việc chẳng cần bận tâm. Sau mấy tháng đầu hoạt động rầm rộ, hiện nay công ty phát thành chủ yếu nhập hàng vào một nhà kho ngay sát phòng làm việc. Hai nhà kho còn lại được cho các đơn vị khác thuê. Nhìn bề ngoài thấy xe ô tô ra vào tấp nập, kỳ thực đó là xe đến lấy hàng từ những kho chứa hàng của khách. Làm cho lão phát sư trưởng đủ lâu, vì thế Cân biết rõ nội bộ mấy vị góp vốn đang ông chẳng bà chuộc. Điều này ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài. Nếu đơn thuần chỉ gom phế liệu mang qua biên giới rồi nhập hàng về bán, chẳng cần mở công ty, nhiều người vẫn làm được, thậm chí còn rầm rộ hơn. Hôm trước, ngồi trên Lạng Sơn, chứng kiến hơn chục chiếc xe tải chở phế liệu chạy rầm rập qua trước mặt. Cần được biết đó là hàng của bà trùm phế liệu ở Đê La Thành. Khác với nhiều tư thương lên biên giới buôn hàng hai chiều, bà trùm cho bán phế liệu xong, khi chạy về xe rỗng không, không buôn hàng Trung Quốc. Trong người lại ngẫm đến ta. Mấy tháng đầu công ty phát thành đều đặn hai lần chuyển hàng lên biên giới. So với số lượng quy thành 30 tấn và nhập về tương đương, hiện nay cả hàng xuất đi lẫn nhập về giảm một nửa. Là người trực tiếp đôn đốc và kiểm hàng, Cân lo lắng cho tương lai của công ty, cũng là tương lai của mình. Nhưng trái ngược với anh, lão phát sư trưởng vẫn ngồi co chân trên ghế salon nan, rít thuốc lào sòng sọc. Đợi cô bé kế toán pha xong ấm trà mạn, lão phát sư trưởng rót ra chén đợi nguội, rồi ngửa cổ dốc vào miệng như người ta nốc rượu vậy. Nhưng lão không uống mà súc miệng ào ngọc, rồi nhổ ra trước cửa. Chén thứ hai, lão uống bình thường. Hồi đầu thấy kiểu uống trà có 102 khiến Cân ngạc nhiên. Lâu dần anh quen dần nên thường tránh ngồi cùng lão khi trà vừa pha xong để khỏi chứng kiến cảnh súc miệng bằng trà. Nheo mắt nhìn Cân đi ra rồi đi vào, lão phát sư trưởng nói: Nhìn cậu như gái đẻ vậy, làm ăn có lúc lên lúc xuống, điều quan trọng ở chỗ đường dài mới biết ngựa hay. Thôi, làm chén trà giải nhiệt. Buổi trưa, ngồi trong văn phòng, nếu có điện sẽ đỡ nóng vì có quạt trần. Nhưng phải sang mở kho hàng, rồi vào bên trong một lúc, sẽ như người vừa xông hơi. Gần 11 giờ không thấy lão phát sư trưởng nhấc mông rời đi. Cần đoán trưa nay lão ở lại đợi bốn gã đàn em quay về. Dù nóng,
nhưng cần quyết định mở kho kiểm hàng vì không muốn nghe lão lải nhải về con xe mô kích khi chuyện đã nhạt hơn nước ốc. Anh đã phân chia kho hàng thành hai phần riêng biệt, tiện cho việc kiểm đếm. Với những lô hàng vải vóc và đồ tiêu dùng, được đặt ngay phía ngoài cho dễ lấy. Đây là hàng có giá trị thấp, nên lấy lượng bù vào. Riêng lô hàng có giá trị cao là máy móc, phụ tùng ô tô, xe máy, được đóng thùng, cất phía trong. Dù cả Hà Nội và các tỉnh phía Bắc ngập tràn bia vạn lực và táo, tuy thế lão pháp sư trưởng không có hứng thú kinh doanh mấy mặt hàng đó. Hôm trước, lão cho Cân biết, mấy loại hoa quả có buôn không lại được các đầu mối chợ Long Biên. Bia trở nặng, nhưng tính ra lãi cũng chẳng bỏ. Dù lão pháp sư trưởng nói đúng, nhưng Cân hiểu do công ty thiếu người bốc vác và giao hàng, nên chẳng thể ôm đồm. Chưa kể nếu người góp vốn dừng hợp tác sẽ khó khăn. Tiếng xe máy từ bên ngoài chạy vào trong sân. Chưa cần ngó ra nhưng Cân đoán ngay mấy gã thắng mèo cùng Dũng Mọi bắt đầu tới điểm danh. Do khách hẹn chiều đến lấy hàng nên mấy gã đó gần trưa thò mặt đến là điều chấp nhận được. Cùng nhau áp tải nhiều chuyến hàng, Cân thường trò chuyện và phần nào hiểu được tính cách của mấy gã đó. Sở dĩ dù không muốn làm ăn lương thiện nhưng vẫn đi lên biên giới, nguyên do vì bốn gã nể phục lão pháp sư trưởng. Hồi xưa việc đi lại tiếp tế khó khăn, trong thời gian mấy gã thụ án tù ở các trại cải tạo khác nhau, người thường xuyên có mặt trong những lần đi tiếp tế chính là lão pháp sư trưởng. Thấm nhuận câu huynh đệ như thủ túc, khi công ty phát hành đi vào hoạt động, không cần đại ca pháp sư trưởng mở lời, cả bốn gã nhất loạt đồng thanh tương ứng. Đứng kiểm hàng nhưng Cân đoán trưa nay lão pháp sư trưởng sẽ tổ chức đánh chén, đơn giản vì lâu rồi hiếm khi có mặt đông đủ mọi người. Mở những thùng đựng máy móc bắt đầu kiểm đếm. Từ ngày làm cho nhà Thành Phát, sau lại chuyển qua làm bên Phát Thành. Ngoài tiền lương nhận được, Cân học được khối điều hay không nơi nào dạy. Trong kinh doanh hiện nay, việc chiếm dụng vốn của nhau là điều hiển nhiên. Có vậy người ta hay nói, buôn tài không bằng dài vốn. Nếu người nào vốn mỏng sẽ không trụ được. Nhớ đến việc mình có 10 triệu làm vốn cùng con xe Honda 81. Tự dưng Cân thấy việc mua hai máy khâu rồi nhờ vải bò về may quần áo đi giao quá mạo hiểm. Kể cả mọi việc thuận lợi do bán được hàng, nhưng thiếu vốn quay vòng sản xuất coi như đứt gánh, vì đa phần khách trà kiểu gối đầu. Thậm chí có nhiều mối hàng lớn dùng chiêu tay không bắt giặc, họ chỉ ngồi một chỗ chẳng mất đồng vốn nào, vẫn thu lãi, còn hơn cả bên sản xuất. Có ngôi nhà mặt phố là sự đảm bảo nhất, đó là nguyên nhân khiến nhiều người cố kiết vay mượn để mua được mặt tiền dưới tầng 1. Nhà có cửa hàng ngay mặt phố hàng gà, nhưng diện tích quá nhỏ, nên cần thấy khó chăm bề. Trong khi gian bên cạnh của ông bác đã mất rộng hơn, tiếc là do tranh chấp nên đám anh họ đang khóa cửa bò không. Nhắc cô bé kế toán lấy bút ghi phiếu dán bên ngoài từng thùng, sau này xuất kho đọc phiếu là phân loại được sản phẩm. Tuy số hàng thiết bị máy móc chỉ chiếm 1/3 diện tích kho hàng, nhưng giá trị của nó cao hơn tất cả số hàng còn lại. Cầm cuốn sổ tay quay về phòng làm việc, Cân ngạc nhiên do hai bàn làm việc đã được kê sát tường cùng bàn uống nước. Hai chiếc ghế rời của bộ salon nan được khuân ra đặt trước cửa. Chính nhờ sự dọn dẹp kiểu đó nên của căn phòng gần 20 m² nhìn thoáng đãng và rộng hơn hẳn, nên những tờ báo cũ được trải ra thay mâm báo hiệu cuộc đánh chén sắp bắt đầu. Ngồi khoanh chân trên ghế salon dài, lão pháp sư trưởng quan sát những món ăn do mấy gã đệ tử mua ngoài chợ Nghĩa Đô mang vào. Dù lão thấy không ngon bằng bên chợ Cống Mộc, nhưng quan trọng là sự vui vẻ cùng đám đàn em. Biết lão pháp sư trưởng thích món dân dã, ngoài đĩa vịt luộc không thể thiếu mấy bát tiết canh, nồi sáo măng cùng bún sẽ được mang vào sau khi mọi người đã uống rượu. Không có điện nhưng chẳng vì thế buổi đánh chén kém vui. Ngồi cùng mâm toàn đàn ông nên cô bé kế toán ăn mút mát rồi đứng dậy xin phép đi có việc. Chỉ đợi có vậy, lão pháp sư trưởng cùng bốn gã đàn em cởi áo quăng lên ghế cho đỡ đực. Biết mình không cởi trần sẽ khác số đông còn lại, nhưng Cần quyết không học theo cách đó. Quả thực nếu có khách đến nhập hàng, họ chẳng thể ngờ công ty Phát Thành có nhiều đám xăm trổ đầy người như trong trại cải tạo vậy. Khi chai rượu đã cạn, mấy đứa thịt vịt còn lại đống xương, gã thắng mèo thay mặt cho mấy gã còn lại trình bày. Tụi em theo đại ca bao năm, chẳng quản gì, nhưng làm chân áp tải hàng thế không phù hợp. Thôi, đại ca để tụi em quay về máng lợn như cũ. Lão pháp sư trưởng khẽ nhếch mép cười vì đoán ngay từ đầu khi tụi đàn em tự dưng mời ăn nhậu. Dù ở công ty không gõ kèng chấm công, nhưng với những kẻ chỉ quen ăn tục nói phét, bán thuốc lào vặt rồi chơi đầu đít, việc theo xe hàng liên tục dễ gây nhàm chán. Mặc cho bốn gã đàn em đang lấm lét nhìn, lão vẫy bà chủ quán bưng nồi nước dùng cùng túi bún vào đặt giữa nền nhà.
Trong lúc tất cả đợi đại ca cho ý kiến, Lão Bình Thản bốc bún chan canh, ăn một cách từ tốn và không quên giục cân làm một bát cho đỡ đói. Bốn gã đàn em theo lão từ những ngày đầu nên gắn bó đã hơn chục năm, thậm chí gã Hà Lác cùng Thanh Mèo ở cùng trại giam. Vì thế có nằm mơ, lão chẳng ngờ lũ đàn em giờ khỏe. Khi nãy nghe Thanh Mèo xin phép không đi áp tải hàng, phải lúc bình thường có lẽ lão đã chửi lũ vô ơn một trận. Ngẫm lại thấy cạn tàu gió máng không phải là cách hay. Lão ghim cơn nóng giận bằng bát bún, vì sợ khi nói ra chưa kịp suy nghĩ sẽ mất tình huynh đệ. Trong lúc đang mâu thuẫn cùng hai gã cán bộ nhà nước góp vốn, lão thật lòng chẳng muốn đám đàn em bỏ mình rẽ đường khác. Tình hình lúc này khác nào bão chồng bão. Một lần nữa sự kiêu bạc giúp lão luôn ở trong tâm thế đại ca không thèm chấp. Đồng thời, lão chẳng hé miệng xin mấy thằng mất dạy nghĩ lại. Dùng đôi đũa quẹt ngang miệng, sau đó ném xuống mâm. Âm thanh của nó vang lên giữa buổi trưa, nhưng chẳng át nổi bản hợp sướng của cả ngàn con ve từ những cây gần khu đất hoang vọng lại. Trò đời mất điện, trời nóng đã khổ, thêm tiếng ve kêu, khiến nhiều người như bị tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác. Vì thế lão Phát nghe kể lại, ngày trước có ông cụ ốm thập tử nhất sinh chẳng chết được, do bị lũ ve kêu đinh tai nhức óc, nên cụ dồn chút sức tàn đứng dậy. Chẳng rõ bằng cách nào cụ kiếm được một can xăng là thứ quý hiếm dạo đó. Cụ run run tới vào mấy cây trước nhà, vì đó là nơi trú ngụ của lũ ve. Khi ngọn lửa bùng lên, cụ già run rẩy bước vào nhà không kịp, nên cùng lũ ve bị thiêu cháy. Cụ chết đúng như mong ước khi lũ ve câm bặt, nhưng đến ngày di quan, bản hòa tấu inh ỏi lại cất lên, còn át cả tiếng kèn, tiếng nhị và tiếng trống của phường bát âm. Lão Phát rót chén trà đã nguội từ bao giờ xúc miệng, sau đó tự mình đổ bát trà pha ấm mới. Trong lúc đợi ngấm trà, lão thùng thẳng nói: nhà tù Hỏa Lò sắp chuyển khỏi thành phố, nhưng chúng mày thích quay lại việc nhảy xe, đột vòm hoặc đá hàng, nên tao sợ cả lũ sẽ được nghỉ mát tại nhà tạm giam mới của thành phố. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 11 của Tứ Đại Đồng Đường. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 12. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.